chẳng dừng cho tới khung dashboard mới nắng dừng lên khởi interface để dừng bán thua nơi lờ website và tôi móc trong anh bật bán trong bật phí nơi lịch bấy trong bật tiết tôi móc trong bảng của mình xuống đây là nó nhé ngày nâng nhầm nồng mười hai khi dừng vì Capra Arduino IoT Cloud chỉ mới nâng ESP Arduino IoT Cloud vị trí platform online mỗi xem dừng thua tiện tông chỉ mới nâng internet học sinh chẳng hạn chẳng at the box human strap với nơi lưu internet.com dừng ai châu tư mơ chỉ mới chấm hiên mùi mùi để khi mà hai nhà lưu nâng vì về anh đấy ok chúng bắt đầu bị châu khung atabot hay những ai thua tam chấm hiền mùi mùi bán từ bốn như châu từ khung cloud arduino cc mà đó web page bỏ arduino cloud những thời sign in những thời mẹ account sign in mà đó cái này cứ dùng ai sign up thứ mấy rồi có para account để dùng miễn sao bây giờ google github facebook apple chẳng thế nhưng para google account chúng nhóm click Google account đó để xem Gmail và nhóm bạn sign up được trong browser rồi hỏi và tôi bị dân sign in account dân được lại như rồi dân cho tới get start vì những bài tab tham gia dân nơi cần lại này dân thời cho application để dân đừng prá dân dân đừng prá IoT cloud chúng mà đào tập bom mới này cứ cái này để dùng từ thuật các config chúng sinh này tiện tông chỉ mới những variable bỏ internet of thing bây giờ là IoT bây giờ thì dùng para ai khác dùng miền dashboard dashboard nó cứ chỉ cái này đại diện những bậc cao chỉ interface miệng dùng chỉ để sang dùng tại chỉ mới smart home chẳng dùng lục chính của mọi cho làm cái này chẳng riêng là dashboard dân miền tây, toàn mấy dân miền device, device nó cứ chỉ opaco bây giờ, tôi đang dùng smart home, nơi không bật tập tập mùi, chẳng riêng là bathroom, board, chẳng tại nơi chỉ khi anh bay riêng là kitchen, chẳng tại chẳng vì tại thông chỉ mùi là device mùi mùi, chẳng nơi là tab device, nhưng nên bật cả device thay mấy, nhưng chơi ai device mà, và toàn mấy tiết, dân chơi rồi do third party device để sai ESP bởi dân chỉ search party chẳng dân ESP 8P hoặc 1 mùi bởi tổng mà dân select model dân dân ESP đọc vị ý nộp MCU mùi trịt sốn chứ rồi trời bởi tổng mùi bởi tổng mà tiết khi nhóm đã chung mùi mà nhóm nhóm đã smart home dân 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 space bản tế dân 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 underscore nơi trong này đâm bay connect tới server bán những thời ca device ID hay năng secret key nơi cái lãnh tâm phone này dân ai download bán chân không chọn download PDF vì năng download chỉ PDF ở dưỡng cho chân open PDF mà cứ nơi không PDF năng vì năng hành bị chung device bởi dân model ở chân map device ID chân mùi năng secret key chân dân save tốt hay công share ok để sao khi em record khi em lúc device nâng cháu chân này đó này lại đôi màu bởi chìa device bởi nhóm bản thì tốt mấy dân cho chị accept thay dân sale rồi hãy đồng mấy cơ mọi dân click tốt mất đánh hay bởi tốt mà tiết máu dân bởi tốt bây giờ bởi cả device hãy dân cho tới khi nông create sync nâng ấy dân bạc cát sync mà hay dân bạc cát cho mỗi nâng IoT platform smart device bởi dưỡng chẳng nơi khăn ông này dân miền hỏi và tổ mát đo cho nó dân thử bạc cát variable chắc chung add variable khi mà chúng mua thà relay mũi hay nơi cả lại dân thử data type bởi vì data type bởi vì để sao boolean vì mình state mũi nâng xấu chẳng nhầm dụng boolean hay này cái này declaration bảo vía nhầm đặt một đội nhầm name này nếu dân declare đội nhầm không cầu dân chẳng á dân dân declare má hay phải cho mất tiết variable nâng dân thử set permission bảo vía read đằng rai đồng bây dân ai
device của dân add right bán hay bởi tôi mất tiết update policy dân on chain sẽ chất on chain mà thân được để plug vào device dân đằng hay mới tiết dân ao via update period period mà thân device của dân thời check cho mỗi năng variable năng mỗi vị nhật tin mà đón quý vị nhật tin mà đón tạm dự tạm chạm nhưng trong màn trước khi trong màn lướt khi chúng ta ở mùi second okay chắc đời xe tại đây xe tại dương mi relay 4 chân khi mà cắt được khi cho nó 4 còn là chứ một khó khăn nhé relay 2 đi khi boolean đi khi nhầm rename cái lại đi phải được name khi mà đã I will update period đi khi nhưng add đi khi nhé máu relay 3 chữ boolean period đi khi nhé bắt đầu mất tiết nhưng update tiết relay 4 period đi khi nhé hay bắt đầu bây giờ bắt đầu variable group xem relay bởi dưỡng dưỡng thời cho tới design dashboard chẳng dưỡng cho tới tabboard dashboard để bày design interface dưỡng chẳng dưỡng click lưu build dashboard chẳng nơi khăn ông đi dashboard bởi dưỡng cứ chỉ interface interface để dưỡng nâng bởi chìa chúng ở tia thắc nhầm bị chia bị computer tới dashboard bởi nhầm cứ bật hình chế vận tải bởi nhầm bị chia bị tu sắp tới cứ nhầm do tổn chế chúng smart home bởi dân dân phía chở nhiều bị chia bị tu sắp dân đã bị chia tu sắp dân xuống mới chúng và toàn máy dân đã component chỗ bị chết bảo vía bị chết bảo vía nhầm đã switch máu chúng switch nó tiếp tục là chút mua dân đã a cả bán vận tải nơi không cả lấy nhầm đã live one hay bắt đầu nhóm link variable mà thay dân link cho mỗi những variable và dân tập tập cả nữa nhóm link cho mỗi những relay one mà thay live one link cho mỗi những relay one nâng ấy dân show on off level nhóm ấy dân số bị bật dân khởi on bị bật dân khởi off và nó bắt đánh chẳng để sai dân mi relay bốn dân đã widget switch chấm nút buồn này nhưng trong đã push button các bạn dân apply push button tế chẳng dân delete cháu khiêm tiên cho lắm ok bắt đầu mấy nhóm link cho mỗi những relay 2 nhóm đã like chứ bắt đầu mất tiết dân pra 4 like 3 link cho mỗi những relay 3 lấy 4, link cho mỗi lấy 4 link variable nó, mà nên thay dân bên để dân chốt nó lì switch tầng 4 nó cứ chia thay variable để dân ban link nó hay bắt đầu bây giờ bắt đầu thay dân ai sẽ download cho mỗi historic web ban rồi có dân tới một chùm hiện tiết dân cho từ đó sync nhưng khi nhảy ở sinh nắng cứ smart home để nhầm ban và card mà nhớ cho nhầm cho châu từ không sinh nắng hay và toàn mà tiết nhầm cho từ sketch hay nhầm ai open full editor mà nhầm cho từ không Arduino editor bị slow một tí chẳng nơi trong đấy cứ dương lên chùa ấy từ đấy dương cần phải chấp dương nhìn cho mà đó code Arduino chẳng nơi lư online editor dương ai prep ban đôi Arduino IDE đấy thì ta khi select Arduino chẳng khi search máu ESP một MCU ESP đập ý ok còn mặt tiếp chúng ai edit lên đường bán dương tâm mơ secret của dương
secret key mà dân dân đã SSID cứ chỉ wifi nè tôi mở password wifi hợp tổng mất secret key dân secret key cứ dân tự do vì PDF đi dân bạn download một nâng này cứ chỉ secret key dân dân một nâng này tự nâng cứ chọc chân để xa dân thử select port nơi khăn ông đi phim hồ có lại select port ở khứa nhập trên áo ấy. Chắc khi mình cứ cả download vía do màu edit nơi là Arduino IDE chắc khi mình download sketch để xa Arduino IDE với số edit chứ khi mình extract vía từ desktop tổ mắt khi mình cho từ desktop hay cho từ khăn ông đi hay khi mình bài Arduino sketch map dân là thuốc cài edit bạn thấy dân cần phải chop từ bốn kế dân thử cho mà không tab header file mỗi chúng ta Arduino secret dot h chân dân đặt cho wifi name mà dân nào password wifi hay bắt đầu secret key cứ chụp PDF để dân download một nấng dân miền device ID cho mỗi nấng secret key chân dân download mà cho mỗi secret key để dân bạn đặt tí ok và nấng chop này khả năng này cứ chỉ header file để tệ tôn cho mỗi những variable để dân trừ miễn hình chẳng tới ok và tôi mà tiết dân thử download library chùm nguồn 7 nơi lưu Arduino IDE và dân chân khi nhầm châu là manage library ok, I update my plate chắc library tên mua để dùng trời miễn dùng trời miễn Arduino connection handler những sợi máu chẳng khi mà install đuối mùi tiết cho mua thẻ Arduino IoT cloud chẳng khi mà quay tại Arduino IoT máu của ta chẳng nâng ấy, dân miền Arduino IoT Cloud hay mối tiết ở dân trái miền library để debug vía Arduino debug ok, khi em quay ở sau khó này, Arduino debug dân do version khỏi kê tới bắt đầu bây giờ install library tặng bay nâng rối dân nâng ai compile code bây giờ đã admin error vậy chẳng khi mình compile code bột khi mình rửa rút khi mình compile để cho mà Arduino IDE rút sạch code này khi dân ở tập xe tới dân nào lột màu bình sạch phần tay vì admin vì ở miền tiệt tông chỉ mỗi những GPIO rồi có cả prap sinh sinh nhỉ vì tiệt tông ta chỉ mỗi những Arduino client cứ việc setup mà chọn ở dương sáp ok bắt đầu bây giờ compile rồi thấy những thằng code như ở miền error chỉ mỗi những library sinh sinh thế chẳng những những chập đam at GPIO dương chỗ chẳng những add chân lễ chẳng những pra define pin relay mối, nhưng chẳng relay mối trên thì phải mang thêm cho từ mới sẵn đồng bay cho thì smart home dùng bán như cho thực hành thẻ bộ product hay dùng cho từ smart home hay dùng cho từ mới GPIO RAM 4 đập RAM đập vị chẳng dùng cho RAM dùng copy mà 4 đập RAM đập vì chân là phí bấy
4 okay hay bắt đầu mà tiếp dương trâu tới xe nơi trong setup bạc cá chứng pin mode rồi bỏ relay hay phốt chẳng dương bạc cá hải bàn buồn mà phốt relay dương nguyên buồn đi khỉ hay bắt đầu mà tiếp nơi khăn ông ní nhưng tôi sẽ câu thông mà nơi khăn ông lúc còn lại dương tục Arduino Cloud Update nâng nơi đời lại tới digital right chẳng dừng đây về má chẳng pin mối cứ dừng đặt variable mối dừng cứ kỳ comment prap dừng lên hay số tao bị declare nè bị declare này này bị declare này không này hay chẳng kỳ có comment prap dừng lên lời dừng do variable nó để sao bị chịu boolean strap gì giống mà đặt nó cái tôi nó chỉ cái strap chẳng dừng prap buồn má bảy bảy bốn bảy bảy bốn chẳng phần năng cứ phần năng dương ai bị chia bàn này hay chụp function phần khó thì tao chụp mũi năng panel nơi p để về bỏ mũi vì plug đồ vì đầm lại lô tới hai hai trên lô chẳng vì miền ai tiếp bật ta bởi dương tới cá cứ dương ai mở check lại năng bàn function năng cứ chụp function callback ok chẳng hiểu nâng upload cho tức nông bọt smart home hay test ngọt nếp chẳng nếp bây để dân upload program cho tức nông bọt bởi dân hái dân cho tức nông app store được play store lưu tư sắp đây bởi dân dân download app mua chung thay Arduino IoT Cloud Remote hay dân install viết nếp bây install shop dân cho open và tổng mối dân cho sign in nếu cả lại sign in cứ dân sign in cho môi nè account để dân ban thực cho tức bà nông website platform để dân bạn thuê một nâng chẳng dân pra account mới nâng dân pra account mới nâng đôi khi nế chắc khi em pra Google account khi em nâng pra Google account sign in được nông app bỏ khi em được khi nế nếu bây để sign in rồi dân nâng khơi cái đã thật dashboard dashboard mà thay cứ chân lý device để dân prá chẳng để xa account khi mình tạm mối và sân trên này tạm mối bị bấy bốn viên đường lý này lửa nắng hay để xa khi mặt bạn đã đại thốt chẳng biết tới chỉ chung mua viết chung mua ăn thái thốt có những thời đại đã cho bọn nó chung mua smart home mình chẳng tìm chẳng dân châu tự khăn ông dashboard mới nắng dân đừng khơi interface để dân bán thua nơi lửa website chẳng variable nơi lửa nắng cứ on tự ngon chẳng dân khơi info on tăng bị đám chẳng về được bài máu cứ on tự đám và tôi mất khi mà chụp bật bản khi mà bật phí nơi lịch bấy khi mà bật tiết tôi mất khi mà bạn ở bình nơi trong cho nói nếu dân khơi viên lột cho lột lá nơi bê để dân bật được cậu bán viên lột từ bình hay lột từ một mà bình nhưng cho nói nếu viên error đại xa Arduino platform của bông tệ update cloud bà quán chẳng viên nâng miền bánh hạ error tới tỉnh chẳng là hôm đó có đã update hay về để dân chất bất cứ bật đại ổn load ấy mà off hay on hay off win chẳng tỉnh chẳng dân pra bán bản năng dân pra bởi chìa bị thu sắp dân cập bán computer dân cập bán ấy cập bán nơi lửa đạt cho bọn nó cứ dân ảnh bởi chìa bán